Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ tư. Câu này là câu mà đã được thầy chữa trong khóa luyện giải đề năm nay rồi. Thì các em có thể check lại ngay, nó là câu nằm trong cái đề đầu tiên luôn nhé, đề 1. Thầy nhớ là đã chữa cái bài này một lần rồi. Tuy nhiên những bài như này đòi hỏi vào thi là mặc dù là các em đã làm qua một lần rồi, nhưng mà để nhớ được cách giải thứ nó là một điều gì đấy rất là khó. Và các em quan trọng phải nắm được phương pháp nhé, phương pháp biến đổi. Cho nên bây giờ mà thuộc hoặc là thuộc cái đáp số thì đấy rất là khó nhé. Người ta chỉ cần đổi cái gì nhỉ, đổi cái điện áp UAB, cái hiệu dụng cái thì nó sẽ ra các kết quả khác nhau ngay. Mặc dù cái dữ kiện là UMB sau bằng thì gần là trong bài thi là thầy bài luyện đề là thầy đã cho nó bằng 2 căn 2. Thì đề người ta để căn 8, tức là cái dữ kiện sau là giống nhau, chỉ khác nhau với cái dữ kiện đầu là 180 căn 2 thôi nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ bám vào các cái dữ kiện đấy này. Đề bài cho khi L bằng L1 thì UMB các em lưu ý nó chính là ULC. UMB nó chính là ULC. UMB chính là ULC. Đó, thì bằng U và thì nhờ và độ lệch pha giữa U và Y khi đó bằng Y1. Tương tự khi L bằng L2 thì UMB của ta bằng căn 8 U, độ lệch pha là phi 2. Biết rằng là tổng của phi 1 phi 2 trong hai trường hợp đó bằng phi/2, tức là chúng có quan hệ vuông pha với nhau. Đấy, tính giá trị của U, tính giá trị của UMB ban đầu. Nào thì chúng ta sẽ bám vào hai cái dữ kiện thôi, chỉ có hai dữ kiện. Dữ kiện thứ nhất là vuông pha thì tích tan của ta bằng -1, và dữ kiện thứ hai là 2U thì nó bằng gì nhỉ, nó gấp căn 8 lần nhau. Đó, chúng ta bám vào hai cái đó mà chúng ta khai thác thôi. Cái thứ nhất dựa vào cái phi 1 cộng với phi 2 thì bằng phi/2. Chúng ta sẽ có được ngay tích tan phi trong hai trường hợp, tan phi 1 nhân với tan phi 2 sẽ bằng -1. Tang này các em nên để theo U, thay vì theo Z thì giả thiết người ta cho theo US, cho nên mình sẽ để theo U. Vậy ta sẽ gọi được ngay, đó chính là UL1 trừ đi UC chia cho điện trợ, nhân với lại là UR2 trừ đi UC chia cho điện trợ trong trường hợp này, của chúng ta bằng -1. Khi đó bắt chéo lên, nó chính là hai cái gì nhỉ? Hai cái U và B trong hai trường hợp đó. Nhưng mà đây nó có dấu âm nha, chúng ta xét là độ lớn. Xét là độ lớn thì ta sẽ có được ngay 1 thằng UB nhân 1 thằng UB thì bằng UR, xin lỗi, chỗ này là 1, 2. Đấy, các U nó thay đổi hết nha, 1, 2. Thì ta sẽ có được ngay là UMB, gọi UMB1 đi, nhân với UMB2 nhân UMB2 thì bằng tích UR1 nhân UR2, UR1 nhân với UR2. Các em nên bình phương lên, thì các cái giả thiết người ta cho ở đây. Lát nữa chúng ta sẽ biết tại sao mà thầy lại bình phương lên. Bởi vì ta luôn có là UAB bình phương, ta luôn có UAB bình phương thì nó luôn bằng UR bình phương cộng với UMB bình phương. ULC mà UAB bình phương chính là điện trở bình phương nhé, thì bằng với gì, bằng với hai thằng còn lại. Chỗ này là điện trở. Đó, cho nên thầy sẽ bình phương lên thì ta sẽ được ngay một thằng là U bình phương nhân một thằng là căn 8 là 8 U bình phương. Đó, thì bằng UR1 bình phương nhân với UR2 bình phương. Đây thầy kiệu là phương trình số 1. Phương trình số 2. Đấy, cái này là vừa kết hợp với gì nhỉ? Vừa kết hợp với lại là mối quan hệ của UMB sau với UMB trước. Ta lại có tiếp. Ý này nó hoàn toàn giống một câu trong đề năm 2010. Là người ta khai thác là U tổng trong hai trường hợp bắt theo các cái U1 và U2 tương ứng. Ta sẽ có là UAB bình phương thì nó luôn bằng là UR1 bình phương cộng với UMB đầu ta chính là U bình. Đấy. UMB đầu tiên của ta chính là U bình. Rồi nó cũng bằng cả UR2 bình phương cộng với UMB sau của ta là 8 bình phương lên. Căn 2, căn 8 à, em bình phương lên thôi. Rút ra. Rồi rút ra được. Như vậy là một thằng là 7. Như vậy là UR1 bình phương thì nó bằng UR2 bình phương cộng với 7 U bình phương. Em thế phương trình 2 lên phương trình 1 là ta sẽ được một phương trình đẳng cấp bằng 2. Thì sao? Vậy thay 2 lên 1, từ 2 và 1, 2 và 1 ta suy ra nhé. Thì ta sẽ được là 8 lần U4 bằng UR1 bình phương thì nó chính là bằng 7 U bình phương cộng với UR2 bình phương nhân với lại là UR2 bình phương.
Đấy, phá ra là các em sẽ được phương trình đẳng cấp bậc 4 đấy. À, đẳng cấp bậc 2 thôi, đẳng cấp bậc 2 thôi. Thì ta được là UR2 UR2 mũ 4 đấy, cộng với 7 lần UR2 UR2 bình nhân với U bình phương. Đấy, rồi trừ đi bỏ 8 lần U mũ 4 thì bằng 0. Rõ ràng các em chia cả hai vế cho U mũ 4 đi thì các em sẽ được A cộng B cộng C bằng 0. Như vậy nó sẽ có một nghĩa là bằng 1. Tức là UR2 của ta thì bằng U. UR2 bằng U. À, được UR2 bằng U rồi. UR2 bằng U. Đề bài người ta đang tính thằng nào? Cho biết U toàn mạch rồi nhé. Cho biết U toàn mạch rồi. UR2 bằng U đây. UR2 bằng U. U cộng 1 là 9 lần. À, thay vào sao đi. Thay vào sao. Thì chúng ta sẽ suy ra được ngay. UR2 bằng U thay. Em sẽ có được UAB bình phương là 180 bình phương. Thì nó bằng 9 lần U bình phương. Và từ đây em khai căn hai vế. 180 cho đến 3 U. Vậy U của ta sẽ bằng 60 V. Đấy, đây là một câu có thể gọi là câu dài trong đề thi và đòi hỏi chúng ta phải gì nhỉ? Tốn thời gian về đó. Mặc dù nó là cái dạng toán mà mình đã biết cách giải rồi. Với các em thì nghĩ rằng nó không phải là một câu mới. À, nhưng đòi hỏi chúng ta là gì nhỉ? Trong vòng thi thì nó nhiều cái vấn đề khác nó tác động lên mình, có thể là mình sẽ tính toán nó không được linh hoạt, nó không được nhanh như lúc mình ngồi ở nhà. Trên câu này thì nghĩ rằng các em sẽ mất khoảng tầm 2 phút là ít nha. 2 phút là ít để giải cái các bài toán này trong đề thi. Với điều kiện là chúng ta đã gì nhỉ? Đã biết cái đường lối để giải nó rồi. Còn tính toán nó ra kết quả như thế nào? Ok, chúng ta kết thúc câu thứ tư.